là một mẫu váy thuần công sở cho những cô nàng công sở đang cần tìm cho mình một bộ váy để mặc đi làm, mà làm sao mà vừa thanh lịch mà lại nhìn nó rất là lạ mắt đây. Thật ra thì những cái họa tiết kẻ này ở Mega Fashion thì năm nào cũng có rất là nhiều, nhưng mà mỗi một năm thì nó sẽ thay đổi một chút đi về ví dụ kẻ ngang, kẻ dọc, rồi cách phối màu khác nhau. Nhưng mà cái tông chính của những cái set này nó luôn là một cái tông gọi là tông nâu tây. Đó, rất là sang trọng. Chất vải là chất vải kiểu như là thô nhá, chất vải thô mềm, rất là mát và mặc thoải mái nhá, không phải lo là kiểu bị co cứng hay gì cả. Và đặc biệt là nó cũng không bị nhăn quá đâu, mọi người sẽ chỉ cần là nhẹ nhàng thôi là có thể mặc được. Ngoài ra thì có một vài cái chi tiết mà Phương rất là thích, ví dụ như cái phần cổ đức này. Đó, nhìn rất là thanh lịch và được tặng kèm đính kèm một cái bell này, mọi người thấy không ạ? Đó, cái bell này là bell rời nhá, để nó giúp cho chúng ta nhìn cái phần ở dưới nó A hơn ấy, cái hình chữ A nó rõ ràng hơn. Cũng vì lý do đó mà cái phần đằng sau ấy rất là tôn dáng, tôn vòng ba luôn này. Ở đây thì là dạng váy đóng cúc nhá. Váy này nó sẽ đóng cúc cả một cái phần trước ngực luôn nhá. Nhưng mà nó lại làm một cái vạt để che đi rồi. Đây mọi người nhìn ở bên trong là có cúc nhá. Đó, nó làm vạt che đi để nhìn cái váy nó tinh tế hơn. Váy thì có đủ size S, ML và XL cho mọi người mua nhá. Khi mà mặc set này thì hoàn toàn là mọi người có thể mix rất là nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như là như Phương là mix với một đôi sandal này. Đó, ngoài ra thì có thể kèm thêm một cái gloss như thế này để đi làm. Trên đầu thì có thể đeo một cái kính như thế để cho nhìn nó trendy, nhìn nó kiểu bắt trend hơn. Ngoài ra thì ví dụ như là muốn nhìn nó theo kiểu điệu đà hơn thì mọi người có thể là phối một đôi giày cao gót. Đó, cao gót điệu đà hơn. Xong rồi xách một chiếc túi màu trắng rất là xinh. Nói chung là tùy sở thích của mọi người thôi nhé.